tôn giả Ưu Bà Ly, đệ nhất chỉ giới. Ưu Bà Ly xuất thân từ dòng Hạ Tiện Thủ Đà La, cho nên suốt cuộc đời chỉ phải làm nô bộc cho kẻ khác mà thôi. Trong xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ, giai cấp Thủ Đà La chịu nhiều sự kỳ thị, phân bỉ nhất, bởi vì người sanh ra trong giai cấp này bị xã hội ruồng bỏ như là đồ phân uế, dơ bẩn. Người Thủ Đà La nếu gặp hàng Bà La Môn hay sát đế lợi trên đường đi thì phải quỳ xuống bên đường, nhường lối. Nếu lén nhìn sẽ bị móc mắt, còn nếu lý luận với hai hạng trên sẽ bị cắt lưỡi. Thật đáng thương cho Ưu Bà Ly, vì chót đã sanh ra trong dòng Thổ Đà La thì phải chịu một kiếp đời bi thương sầu thảm. Khi còn thơ ấu, Ưu Bà Ly không được hưởng quyền lợi về học vấn, nhưng cậu ta rất được cha mẹ thương yêu. Thật ra lòng thương con của cha mẹ lúc nào cũng bao la, đâu có phân biệt giai cấp, sang hèn hay hạ tiện. Đến khi khôn lớn, cha mẹ muốn chọn cho Ưu Bà Ly một nghề nghiệp để nuôi thân, muốn cho con mình có cơ hội tiến thân như những nghề thương buôn hay công chức thì đòi hỏi phải có học vấn, mà giới Thủ Đà La thì không được đi học hành, thành thử kiếp nghèo cứ đeo đuổi họ từ đời này sang đời khác. Đối với phần lớn dân nghèo ở Ấn Độ, nghề nông, nghề khuôn vác hoặc làm nô lệ cho nhà giàu là con đường chọn lựa duy nhất của họ để có thể kiếm tiền nuôi thân và nuôi gia đình. Ban đầu, cha mẹ tính cho Ưu Bà Ly học nghề làm ruộng, nhưng nghề này đòi hỏi người cày cuốc phải có sức lực, mà Ưu Bà Ly bẩm chất, ốm yếu, gầy còm, thì ông ta tất phải yểu mạng. Còn nếu muốn làm nô lệ cho nhà phú hộ, thì điều cần yếu là phải chọn được chủ nhân tử tế, bằng không thì cuộc đời càng thêm thê thảm. Sau cùng, họ chọn cho Ưu Bà Ly học nghề hớt tóc, vì nghề này tương đối nhẹ nhàng và thích hợp với con người của Ưu Bà Ly nhất. Mặc dầu xuất thân là chốn hèn hạ, nhưng Ưu Bà Ly bản chất thông minh nên học nghề rất dễ dàng, tánh tình lại khiêm tốn và lại có thói quen vâng lời, cho nên học các cách kỹ thuật hớt tóc trải bới tương đối khá nhanh. Sau một thời gian ngắn, Ưu Bà Ly đã thành thuộc các kiểu cắt tóc thời trang cũng như cắt tỉa cho những hàm râu rậm của những tay phú hộ. Thời may, khi tay nghề vững chắc, Ưu Bà Ly được người giới thiệu và thâu nhận vào vương cung Ca Tỳ La Vệ để hớt tóc và làm đẹp cho các vương tôn công tử. Tuy chỉ là một người thợ hớt tóc, nhưng tâm tánh Ưu Bà Ly rất thuần lương, trung hậu, cho nên làm việc trong cung thành không bao lâu thì Ưu Bà Ly đã được sự tín nhiệm của các vương tôn công tử. Các vị hoàng tử như Bạt Đề, A La Luật rất thích anh chàng thợ cạo này. Ngoài lối cắt nhanh gọn, khéo léo nhẹ nhàng và không làm đầu đau, Ưu Bà Ly được mọi người ưa chuộng. Và dĩ nhiên, Ưu Bà Ly lúc nào cũng kính trọng tất cả những vương tôn công tử này. Cạo tóc cho Đức Phật. Khi Đức Phật thành đạo đã 3 năm, Ngài trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ để thăm lại phụ vương và gia đình. Lúc ấy, Ưu Bà Ly vào khoảng 20 tuổi và đã trở thành một người thợ hớt tóc lành nghề. Khi Đức Phật đến ngày cạo tóc thì hoàng cung mới giới thiệu Ưu Bà Ly cho Đức Thế Tôn. Khi Ưu Bà Ly nghe tin ấy thì cảm thấy lo sợ hoang mang, nhưng ông ta tự nghĩ rằng Đức Phật là bậc đại giác, có 32 tướng tốt thì nhất định đầu tóc của ngài phải khác với người thường. Càng suy nghĩ, Ưu Bà Ly càng lo sợ, bởi vì nếu lỡ tay xúc phạm đến Thế Tôn thì làm sao tránh được trọng tội. Ưu Bà Ly bèn đem nỗi lo âu bàn với mẹ, vì gia đình của Ưu Bà Ly là dòng Hạ Tiện thì trên nguyên tắc không được phép nhìn đến gót chân của Phật, chứ đừng nói chi đến cạo tóc cho ngài. Mẫu thân nghe xong bèn an ủi con mình, vì chính bà đã từng nghe đồn Đức Phật là bậc rất từ bi và thường thuyết pháp cho người nghèo khổ, cho nên ngài sẽ không có thành kiến và khinh bỉ giới Thủ Đà La như trong xã hội lúc bấy giờ. Tuy được mẹ an ủi như vậy, nhưng Ưu Bà Ly vẫn không an tâm, nên cuối cùng bà bảo sẽ cùng đi với Ưu Bà Ly đến chỗ Phật ngày mai. Hôm sau, bà mẹ dẫn Ưu Bà Ly đến yết kiến Đức Phật và sau đó được Phật cho phép cạo tóc. Ưu Bà Ly cẩn thận, chú ý từng chút và làm việc rất chậm rãi. Bà mẹ đứng kế bên theo dõi, một lúc sau mới quỳ trước mặt Phật mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, kỹ thuật cạo tóc của Ưu Bà Ly ra sao?
Đức Phật chú ý nhìn Ưu Bà Ly một lúc rồi đáp: thân thể rất cong. Vì Ưu Bà Ly quá cung kính Đức Phật, cho nên khi cạo tóc, ông ta cúi khom lưng mà cạo, chứ không dám ngẩng đầu lên. Nghe Đức Phật nói như thế, ông ta lại cố tập trung tâm ý nên vô tình đã tấn nhập sơ thiền. Một lúc sau, bà mẹ lại quỳ xuống thưa: kính bạch Thế Tôn, lúc này Ưu Bà Ly cạo tóc như thế nào? Đức Phật lại đáp: lúc này thân thể rất ngay thẳng. Ưu Bà Ly nghe Phật nói như thế, chẳng dám khởi vọng tưởng và tiếp tục tư duy, cho nên đạt được nhất tâm nhất ý, và đây là công phu nhập nhị thiền. Chẳng bao lâu, bà mẹ lại cung kính hỏi thăm: kính bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Ưu Bà Ly cạo tóc ra sao ạ? Phật trả lời: hơi thở vào quá nhẹ. Ưu Bà Ly nghe nói, liền tập trung tâm ý vào hơi thở, và tiếp theo đó Ưu Bà Ly nhập được vào tam thiền. Sau cùng, bà mẹ liền hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, hiện tại Ưu Bà Ly cạo tóc như thế nào? Đức Phật đáp: hơi thở ra quá nhẹ. Lúc ấy, Ưu Bà Ly tâm chẳng khởi một niệm, đến nỗi ông ta quên luôn con dao cạo trong tay. Và chính lúc này, Ưu Bà Ly đã nhập vào tứ thiền. Đức Phật quan sát sự tuần hành thiền định của Ưu Bà Ly, nên khi thấy ông ta đã nhập vào tứ thiền, thì liền kêu một vị tỳ kheo đứng gần đó mà dạy rằng: ông đến lấy con dao cạo trong tay Ưu Bà Ly ra, chú ấy nhập thiền nên không còn tưởng niệm gì cả, và cần một người đỡ giùm, nếu không ông ấy sẽ té xuống đất. Với bản chất ưa suy tư và nghiêm túc, nên trong cuộc sống Ưu Bà Ly được nhiều người thương yêu và giúp đỡ. Ngay chính cả bản thân của mình, Ưu Bà Ly cũng không để cho ai dèm chê hay phiền trách. Do đó, về sau Ưu Bà Ly được xưng là đệ nhất trì giới thì thật là không hổ danh vậy. Xuất gia theo Phật. Khi Đức Phật trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đã đem hạt giống Bồ Đề gieo khắp nơi trong hoàng cung. Khi những hạt giống này gặp duyên lành, chúng nảy mầm tăng trưởng. Phần lớn những vương tôn công tử sau khi nghe Phật thuyết pháp đều có ý định xuất gia theo Phật. Trong số này có 7 vị vương tử là Bạt Đề, A Nan, A Na Luật, Kiếp Tân Na, Bà Sa, Nan Đề và Đề Bà cùng nhau xuất gia. Mặc dầu cha mẹ không đồng ý, nhưng họ quyết định xuất gia trước, rồi sẽ báo tin cho hoàng cung biết sau. Muốn xuất gia thì phải cạo bỏ râu tóc, vì thế các ông hoàng này bắt buộc phải đem Ưu Bà Ly đi theo. Nhóm 8 người này sau khi lén trốn ra khỏi cung thành thì cùng nhau tìm đến rừng Ni Câu Đà để tìm Đức Phật. Trong khu rừng gần ghế tịnh xá của Phật, khi cạo tóc cho vương tử Bạt Đề xong, Ưu Bà Ly đã tuôn từng giọt nước mắt. Thấy thế, A Na Luật ngạc nhiên hỏi: người thấy chúng ta xuất ra, đáng lý phải vui vẻ chứ tại sao lại khóc? Ưu Bà Ly sợ sệt đáp: thưa vương tử, xin ngài khoan thứ cho sự vô lễ của kẻ tiện dân. Chỉ vì vương tử Bạt Đề đối xử với hạ dân rất tử tế, nên hôm nay ngài xuất ra với các vương tử, kẻ hèn này không còn được gặp lại nữa. Nghĩ đến đó mà hạ dân không cầm được nước mắt, xin vương tử đừng trách mắng. A Na Luật nghe xong thông cảm và an ủi Ưu Bà Ly rằng: ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp đỡ cho ngươi sinh sống. Nói xong, quay sang các vương tử và nói tiếp: này các vương huynh đệ, Ưu Bà Ly hầu hạ chúng ta cũng khá lâu, y rất siêng năng, trung thành, cho nên hôm nay chúng ta đi xuất gia thì cũng giúp cho y có cuộc sống khá hơn. Chúng ta hãy gói tất cả những đồ trang sức trên thân mình lại cho Ưu Bà Ly, vì chúng ta xuất gia rồi, đâu cần dùng mấy thứ này nữa. Các vương tử đều tán thành ý kiến của A Na Luật, mỗi người đều cởi y phục gấm vóc và đồ trang sức châu báu tặng cho Ưu Bà Ly và bảo trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ, còn họ thì đi tìm Phật. Các vương tử đi rồi, Ưu Bà Ly định quay trở về, nhưng lúc ấy tự nhiên đổi ý, vì nghĩ rằng: bây giờ ta đem những thứ chân bảo này về thành thuật lại, lão vương và hoàng gia đại thần nhất định sẽ gán cho ta tội A Tầm đưa các vương tử đi xuất gia, tội này khó toàn mạng. Các vương tử tôn quý như thế mà còn bỏ vinh hoa phú quý của thế gian để đi xuất gia, còn kẻ hạ tiện như ta có cái gì trên cuộc đời này để mà lưu luyến? Hay là ta cũng đi tìm Phật để xin được đi tu?
Lòng đã quyết, Ưu Bà Ly không còn chút do dự, bèn đem bọc đồ gói chân châu bảo vật treo lên một nhánh cây, để mặc ai đi ngang qua, nếu thấy được thì lấy về mà xài, còn mình đi về hướng tịnh xá của Đức Phật. Nhưng đi được một đoạn đường, Ưu Bà Ly chợt nghĩ đến thân phận hạ tiện của mình, thì trong lòng nổi lên niềm bi ai tủi hổ. Ưu Bà Ly cầm lòng không đậu, bèn ngồi bên đường khóc lóc và tự nhủ rằng, ta làm gì có tư cách để xuất gia? Các vị ấy là vương tôn công tử, còn ta chỉ là bần dân nô bộc, thì làm sao dám sánh ngang hàng xuất gia với vương tôn? Ưu Bà Ly than thở oán trách cho thế gian không công bình và giận cho số phận của mình không may. Trong lúc Ưu Bà Ly vừa buồn vừa khóc như vậy, ở bên tai chợt có người hỏi, có chuyện gì mà anh khóc lóc buồn thảm như vậy? Ưu Bà Ly ngó lên thấy tôn giả Xá Lợi Phất, vội chùi nước mắt và quỳ xuống thưa rằng, bạch tôn giả, ngài là đệ tử của Đức Phật, khi ngài theo Phật về hoàng cung, con có được biết ngài, xin thỉnh ý ngài, một người dòng thủ Đà La như con, không biết có được theo Phật xuất gia làm đệ tử hay không? Con đã mạo muội vọng tưởng như vậy, thật quá quát, xin tôn giả từ bi chỉ bảo. Xá Lợi Phất hỏi lại, anh tên gì? Con tên là Ưu Bà Ly. Tôn giả bèn nhớ lại khi trước có chú thợ cạo của Đức Phật đã nhập tứ thiền, nên tôn giả nói, giáo pháp của Đức Phật rất tự do, bình đẳng, không kể người trí hay người ngu, không phân chia nghề nghiệp sang hèn, mà chỉ cần có khả năng giữ gìn giới luật, thì ai ai cũng có thể làm đệ tử của Phật. Phật dạy ai cũng có thể xuất gia. Anh hãy đi theo ta, Đức Thế Tôn nhất định sẽ hoan hỷ thâu nhận anh làm đệ tử xuất gia. Ưu Bà Ly nghe nói thì hết sức mừng rỡ, nên theo sau tôn giả Xá Lợi Phất về bái kiến Đức Phật. Đức Phật cũng hoan hỷ làm lễ thế độ cho Ưu Bà Ly và trao luôn cụ túc giới. Đức Phật dạy Ưu Bà Ly rằng, ông rất có thiện căn, ta biết ông sau này nhất định sẽ tuyên dương chánh pháp của ta. Trước khi ông đến đây, các vương tử đã đến xin ta làm lễ thế độ. Tuy ta đã thâu nhận họ làm đệ tử, nhưng phải gia hạn cho họ tu tập trong 7 ngày. Đợi cho họ quên được tập khí vương giả rồi, và chỉ còn nhận thức là đệ tử của ta thôi, thì ta sẽ làm lễ cho họ. Lúc đó, họ sẽ dùng lễ độ ra mắt ông. Ưu Bà Ly cảm động đến rơi lệ. Tuy ngày trước đã có dịp cạo tóc cho Đức Phật, nhưng không ngờ đức từ bi của ngài cao rộng như thế. Ưu Bà Ly tự nguyện cố gắng siêng năng tu tập và sẽ luôn luôn theo Phật học tập để khỏi phụ lòng từ bi của Đức Thế Tôn. 7 ngày sau, Đức Phật cho gọi 7 vị vương tử ra mắt đại chúng. Ở giữa đông đảo huynh đệ, họ bất ngờ khi nhìn thấy tỳ kheo Ưu Bà Ly. Họ kinh ngạc và do dự không biết phải gọi Ưu Bà Ly như thế nào cho đúng. Lúc ấy, Đức Phật nghiêm nghị bảo, các ông do dự điều gì? Trong pháp xuất gia học đạo, việc trước nhất là hàng phục tâm kiêu mạn. Ta đã cho Ưu Bà Ly xuất gia trước, thọ giới trước, thì các ông phải đành lễ thầy ấy, chứ còn sao nữa. Bạt Đề và toàn thể 7 vị kia nghe lời của Phật dạy đều khiêm tốn cúi đầu đành lễ Ưu Bà Ly. Đối với họ thì cảm thấy tín tâm xuất gia càng thêm mạnh mẽ, nhưng Ưu Bà Ly thì cảm thấy lúng túng không an. Phật lại dạy rằng, Ưu Bà Ly, ông cũng nên dùng lễ huynh trưởng mà đối với các ông ấy. Ưu Bà Ly hết cả e ngại, cảm động quá, chỉ còn biết đảnh lễ Đức Phật. Một người là kẻ nô lệ hạ tiện đã từng phục dịch cho những vương tôn công tử này, mà nay ở trong Phật Pháp lại được lãnh thọ sự đối đãi ngang hàng. Đây quả thật là việc chưa từng xảy ra trong một xã hội nặng nề giai cấp như Ấn Độ. Chính Đức Phật đã san bằng những sự bất công trong xã hội và khuyến khích mọi người có cùng cơ hội để hướng thiện và hướng thượng bằng cách phát huy tinh tấn trí tuệ của mình. Việc Ưu Bà Ly xuất gia khiến cho pháp chế của Đức Phật dần dần được thực hiện. Thật vậy, trong tăng đoàn không có sự phân chia chủng tộc và giai cấp, cho nên về sau Ưu Bà Ly được chứng thánh quả, thật không phụ ân huệ từ bi của Đức Thế Tôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nếu quý vị muốn cúng dường cho đợt ấn tống lần sau, hoặc muốn tặng sách hay là bộ CD này cho thân nhân, xin vui lòng liên lạc với soạn giả
Lê Sĩ Minh Tùng, theo địa chỉ đã ghi, xin chân thành cảm tạ và kính chào tạm biệt